và tấn công đôi của con rất nguy hiểm. Cô đã để biết nhiều về con mã nguy hiểm này, nhưng mà các bạn cùng xem thì câu sau. Phân tích lực lượng thì bên đây đang có hậu và xe, còn bên trái có hậu và mã. Bên này thì bên đây đang muốn thoát. Trong thế câu này thì bên trắng lại là người đi trước. Bên trắng phương tiện mã D7 mất đi mã. Bên trắng thực hiện mất đi mã D7 để thực hiện là bắt tôi vô và hậu để tấn công cả quân xe F6. Xe nào cũng thể chạy về bên đen trong vị trí vua. Bên đen bắt buộc phải chạy lên bên này và bên đen bắt hậu nhà nước đi. Con mã nguy hiểm, con mã nguy hiểm này là con nhắn danh đại quyền chiến thắng. Bây giờ tôi vừa giới thiệu đàn tấn công đôi của con mã. Chúc các bạn hoàn thành tốt đòn chiến thuật này. Hãy nhớ tôi làm được, bạn cũng làm được.